Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TLD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một dòng sản phẩm của HP, một chiếc laptop có thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ nhưng với phân khúc bình đầu tư dưới 15 triệu đồng. Đó là chiếc HP 14S các bạn ạ, được trang bị dòng CPU i5 thế hệ thứ 10, RAM 8GB SD256GB và thiết kế viền màn hình mỏng. Trọng lượng của nó chỉ có hơn 1kg thôi mọi người ạ. Đây là chiếc máy có lẽ là bán chạy nhất tại thị trường của thương hiệu HP, và máy này thì mình xách tay trực tiếp tại thị trường Mỹ về. Hình thức bên ngoài nó 100% mới nhưng không hộp, vẫn bán cho các bạn với hình thức bảo hành 12 tháng phần cứng và trọn đời phần mềm. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu dòng HP 14S này nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy thiết kế theo ngôn ngữ doanh nhân các bạn ạ. Nó hơi bo tròn một chút và vỏ máy màu trắng, có logo mạ chrome của chữ HP. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,4 cân các bạn nhé. Chiếc máy được làm vỏ hoàn toàn bằng nhựa. Và cái cảm giác của mình cầm bằng nhựa nhưng mà nó rất chắc chắn. Các bạn thấy là để trang bị cho những người dùng văn phòng thì máy được trang bị cổng LAN, cổng HDMI và hai cổng USB, cổng phone, cổng mic và giao tiếp 3.5. Còn đây là cổng sạc của máy này. Đằng trước thì các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì mà có cái gờ nhỏ này, các bạn có thể mở ở đây. Và đây cũng là gờ của camera ở đây nhé. Ở đây có cổng Type-C và thêm một đầu đọc thẻ. Đây là một trong những chiếc máy được trang bị cổng Type-C là rất cao cấp trong phân khúc dưới 15 triệu đồng. Còn hầu hết là cái phân khúc này của thương hiệu Dell thì hay là của thương hiệu HP, nếu mà dòng bình thường sẽ lược bỏ cổng Type-C bởi phân khúc giá rẻ. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của nguồn và ổ cứng ở đây nhà các bạn này. Còn bên dưới máy đấy các bạn thấy này, có lẽ là tháo được có hai cái ốc ở đây. Đây, và chúng ta phải tháo những cái này ra là chúng ta sẽ mở được nội tạng bên trong chiếc máy. Máy được trang bị Windows bản quyền. Không khí sẽ được hút vào đây, thổi khí nóng đằng sau nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng chiếc máy này, xem mang khả năng nâng cấp bên trong ra sao. Mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Các bạn ơi, các bạn tháo này, các bạn đây, các bạn nhìn này, ốc này, đó. Ở đây nhé, đây nhé, đây, ốc của nó mình tháo ra đây. Ai chà, HP. Một bo mạch màu xanh. Như này thì phiên bản này sẽ có cả phiên bản có Vega rời các bạn nhé. Các bạn thấy là phiên bản Vega On thì nó sẽ để chống chip này. Nhưng mà chúng ta không thể tự lắp cái chip Vega rời ở đây mà chỉ có hãng mới có thể làm được các bạn ạ. Và đây là cái wifi này, đây là ổ cứng này. Hai slot cắm RAM này các bạn có thể mở rộng tối đa là 32GB RAM. Chuẩn RAM của máy đang sử dụng là bus 2666 RAM 8GB này các bạn này. Còn đây là một khe cắm ổ cứng nữa nha các bạn, phải có cáp đây, cái cáp nó đây. Chúng ta phải chuẩn bị bộ cáp thì chúng ta mới lắp được thêm ổ cứng. Thông thường mua một bộ cáp này ngoài thị trường khoảng 300 ngàn mà thêm một cái khung nữa nhá, thì các bạn mới có thể lắp thêm một cái ổ cứng 2.5 inch vào đây. Còn đây hai cái loa này các bạn này. Tóm tắt này, chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp hai cái ổ cứng này, tối đa là 4TB và hai slot cắm RAM tối đa là 32GB RAM, chuẩn RAM DDR4. Cắm màn hình không thể nâng cấp được mà chỉ có hãng có thể nâng cấp được thôi. CPU được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Còn tập pin này các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây các bạn ơi. 3440 mAh này các bạn này. Duy trì chúng ta dùng khoảng 5 đến 6 giờ chế độ người dùng văn phòng. Còn nếu các bạn sử dụng liên tục căng có lẽ sẽ sử dụng được khoảng 3 giờ. Còn đây là hai góc loa các bạn này, hai cái loa của máy. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào để test chiếc máy này, xem thực sự nó hoạt động có ngon lành hay không nhá. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, với những chiếc máy được thiết kế sản xuất năm 2020 thì chúng ta sẽ có một cái barrier viền màn hình mỏng như này. Nhìn nó sẽ sexy hơn và đẹp hơn. Bên trên có camera hỗ trợ các bạn quay phim chụp ảnh, các bạn thấy là cam rất là to này. Đây là màn hình 14 inch Full HD IPS các bạn ạ. Rất hiếm những chiếc máy mà của các thương hiệu của Dell HP trong tầm tiền đầu tư là dưới 14 triệu đồng mà được trang bị màn hình IPS như này. Phím này các bạn sẽ nhìn này. Đấy, hành trình bàn phím nó rất là cao mà lổi như này, bấm rất là sướng các bạn ạ. Đây. Cũng hơi tiếc một chút đó là với phiên bản giá rẻ là chúng ta sẽ bớt đi option là không có lép phím các bạn ạ. Chuột làm khá là rộng này. Chuột trái chuột phải bấm rất là sướng này. Tôi lại có chuột khá tốt. Độ lầy của phím rất là tốt các bạn ạ, có lẽ chỉ có hai phím bấm này là hơi nhỏ thôi. Phím bật nguồn được tích hợp bên trên nhé, còn đây là cái phần này là cái tản loa. Ở đây thì mình đang test tốc độ của ổ cứng này. Các bạn thấy là một chiếc máy giá rẻ nhưng mà có tốc độ ổ cứng SDLVME với tốc độ đọc xấp xỉ 2.1GB, mà tốc độ ghi cũng xấp xỉ 1GB các bạn ạ. Ổ cứng như này cũng là nhanh mà xịn rồi. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình cũng ở mức còn là chấp nhận được các bạn ạ. sRGB của nó là 63% sRGB và 40% Adobe RGB. Màn hình có độ sáng là 250 nits các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ có là các bạn thấy là build nó là sản xuất màn hình từ năm 2018 này. Ôi trời, loa to ghê.
Mình sẽ mở hết loa mình test thử thế nào. Ách chà. Một chiếc máy có màn hình Full HD và các bạn thấy là cái cấu hình của nó hoàn toàn có thể kéo video 4K mượt mà như này. Màn hình IPS chúng ta sẽ có góc nhìn rất rộng và đây là màn hình gương các bạn ạ. Màn hình gương sẽ cho cái chất lượng màn hình nó rất là sáng và nghe khá to. Nói chung thì mới màn hình IPS thì các bạn dùng xem phim, giải trí, nghe nhạc thì mọi thứ đều rất là ok. Bởi vì màn hình IPS thì nó hiển thị nó rất đẹp. Hầu hết những chiếc máy giá rẻ trong tầm tiền này thì chúng ta chỉ có màn hình TN thôi. Nhưng IPS sẽ có chất lượng màn hình tốt hơn. Và các bạn có thể dùng để thiết kế design trên chiếc màn hình này mà không sợ sai màu. Các bạn thấy là cái màn hình gương thì cái nhược điểm của nó là khi chúng ta bật cái nền đen thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mặt chúng ta phản chiếu không khác gì cái gương. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có chất lượng màn hình rất là sáng. Nói chung mỗi một công nghệ màn hình thì nó cũng có cái được và cái không được. Đây, Bluetooth của máy cũng được trang bị này, 5.0. À xin lỗi các bạn, Bluetooth của nó được trang bị 4.2 thôi. Bluetooth nhanh nhất bây giờ là 5.1. 4.2 thì cũng kết nối cũng tương đối là tốt rồi. Đây là camera của máy này các bạn này. Ủa cứng như vừa nãy mình đã giới thiệu các bạn là của Skylake của Hàn Quốc, 256GB. Các bạn ơi, máy được trang bị Wi-Fi 5 các bạn nhé. Đây các bạn sẽ nhìn này này, 802AC. Đây là Wi-Fi phù hợp với hầu hết với gia đình Việt Nam chúng ta. Còn hiện nay Wi-Fi mới nhất là Wi-Fi 6 các bạn ạ. Đây con chip là 10210U 1.6 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thì mình đang test bằng phần mềm Full Max. Các bạn thấy là với chế độ 2D thì chiếc máy chạy quá ngon lành luôn. FPS lên tận trên 400. Trong khi đó chế độ 3D thì chắc chắn nó sẽ không đáp ứng được. Bởi vì các bạn thấy là với chế độ 3D thì chiếc máy nó không phù hợp. Bởi vì thực tế chiếc máy này cấu hình chỉ vừa đủ các bạn dùng các công việc văn phòng, đồ họa tầm trung và đồ họa 2D là ngon. Còn 3D các bạn thấy là FPS nó chỉ 6 thôi. Còn nhiệt độ tản nhiệt của máy nó chỉ khoảng 70 độ C ở tác vụ về đồ họa. Thì mình nghĩ hoàn toàn ổn cho một chiếc máy như này. Và quạt các bạn có thể nghe thấy là cũng không quá ổn. Đây mình để cái mic gần này. Một chiếc máy mà quạt nó chạy êm như này thì các bạn làm việc về đêm thì nó cũng rất là ok. Còn một chiếc máy mà quá ồn nếu mà làm việc về đêm thì cực kỳ căng thẳng luôn. Mình rất ghét nghe tiếng quạt ồn nếu mà làm việc về đêm nhiều. Vâng thưa các bạn thì đây là phần mềm CBM 15R. Phần mềm quen thuộc để mình chấm hiệu năng của CPU và GPU. Ở đây thì mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu là một dòng CPU tiết kiệm điện thì nó như nào. Các bạn thì thấy đây là con chip 10210U. Nhưng chiếc máy được sản xuất là năm 2020. Đây là dòng sản xuất với tiến trình chip của nó vẫn là 14 nanomet chứ không phải là 10 nanomet giống như trên các dòng CPU Ice Lake thế hệ mới hoặc Tiger Lake thế hệ mới hơn, nó là thế hệ thứ 11. Đây. Nó có bộ lõi 8 luồng các bạn ạ. Và đây là dòng CPU tiết kiệm điện thì mọi người đều hiểu là dòng tiết kiệm điện thì hiệu năng của nó chủ yếu dành cho công văn phòng và đồ họa tầm trung thôi. Các bạn có thể dùng chiếc máy này để lập trình, các bạn có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép video thì ok. Chơi những tựa game nhẹ thì ok. Nhưng mà các bạn cần một chiếc máy hiệu năng cao thì chiếc máy này sẽ không phù hợp với các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có UHD Graphics thì các bạn thấy là nó đang chạy tác vụ về đồ họa mô phỏng. Các bạn thấy là nó sẽ giật. Bởi vì đơn giản đây là dòng CPU ON. Nó hỗ trợ chủ yếu các tác vụ video 4K mà chạy xem không bị giật. Đó. Và đồ họa thì nó chỉ hỗ trợ mức gọi là có thôi. Hoàn toàn không khỏe các bạn ạ. Đây các bạn thấy là FPS của nó chỉ đạt có 44,72 thôi. Nói chung là có thôi, bổ trợ tốt thôi chứ còn để làm đồ họa chuyên nghiệp thì không các bạn nhé, nó không phù hợp. Vâng, thưa các bạn, để chiếc máy chúng ta không phải là dòng để chơi game nhưng với những tựa game nhẹ, tựa game 3D. Cụ thể đây là game Left 4 Dead, chiếc máy chúng ta hoàn toàn vẫn có thể cài đặt và chơi được. Chiếc máy được cái là màn hình Full HD và loa rất là to. Trải nghiệm chơi game sướng. FPS chơi game là game này chúng ta sẽ có từ 50 đến khoảng hơn 50. Nhiệt độ chơi game khoảng dưới 70 độ C, hoàn toàn ổn để các bạn chơi game. Với những tựa game tầm trung như là Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Half-Life, Đế Chế, Đột Kích, các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để chơi ngon lành. Lưu ý là những tựa game nặng hơn là sẽ không chơi được, mà tốt nhất là khi các bạn chạy game thì các bạn nên đọc về cấu hình xem có phù hợp với mình hay không. Nó chỉ chơi được game 2D, 3D giảm nhẹ này thôi các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đã trải nghiệm xong với chiếc HP 14S các bạn ạ. Đây là một chiếc máy thiết kế sang trọng, mỏng, nhẹ với trọng lượng của nó chỉ hơn 1,4 cân một chút. Ưu điểm của máy là cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng bên trong máy PCIe chạy tốc độ cao rất ok. Ưu điểm nữa đó là màn hình 14 inch Full HD IPS. Nói chung đây là một trong chiếc máy tốt nhất trong phân khúc đó là dưới 14 triệu đồng. HP là một thương hiệu máy tính lâu đời đến từ nước Mỹ và chất lượng của dòng này thì nó đã khẳng định trên toàn thế giới.
Chính vì thế quý vị các bạn dùng chiếc máy này hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng của nó. Các bạn thấy là từ con chuột của nó dùng sướng này, bàn phím dùng sướng này, loa to này, đầy đủ hết các cổng kết nối. Nói chung tất cả những công việc các bạn có thể vào mạng, xem phim, lướt web, giải trí, dùng để lập trình, đồ họa tầm trung, chơi những tựa game 2D hoàn toàn ok cho chiếc máy này. Chiếc máy này thì nhược điểm thì các bạn thấy là hơi tiếc một chút, đó là thiếu đi led phím thôi. Còn nếu mà tầm tiền này thì đây vẫn là một chiếc máy ngon nhất để các bạn có thể học tập và làm việc online trong tầm tiền các bạn đầu tư đó dưới 14 triệu đồng. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc HP 14S của mình xin đây khép lại các bạn ạ. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.